chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một cái cách mà cắt ống cái ống này nè các bạn, bằng những cái sợi bằng sợi thép nha các bạn. Rồi ok, tôi mời các bạn theo dõi video nha. Rồi ok các bạn, thì bây giờ tôi sẽ cắt cái sợi cái ống này bằng cái sợi dây thép nha các bạn. Rồi ok, mời các bạn xem nha. Đây các bạn, đất rồi. Đây các bạn, đất cái này đất cổng thép luôn các bạn ơi, quá được chứ. Cắt ống bằng sợi dây nha, thì tôi cảm thấy là nó lúc mà nó đi khi mà cắt bằng dây nó đi khá là mượt các bạn, nó đi các bạn thấy không, cái đường ống này rất là thẳng nha. Và đô đã khi mà sắp sắp cắt đứt sợi cái ống á, thì cái sợi thép này nó cũng đứt luôn, quá thiệt chứ. Thì đô nghĩ cái cách này nó sẽ cũng rất là hay khi mà các bạn không có cưa các bạn, khi mà các bạn không có cưa, đặc biệt không có cưa nha, thì đô sử dụng cách này cũng khá là thú vị khi mà gọi là chữa cháy trong những trường hợp như vậy. Ok, nếu các bạn thấy cái video này hay hãy đăng ký và ủng hộ cho tôi nha. Bye bye các bạn.